Cuộc đời luôn có bao điều khát vọng, mãi bên hồn ta thúc giục ta vươn tới. Dù cho mưa nắng, dù cho bão giông, chẳng làm trong ta phôi phai những ước mơ. Và ta đã biết đâu là bất ngờ, có những thành công đã đổi bằng nước mắt. Và ta cũng biết còn yêu thiết tha, còn làm tim ta chơi vơi giữa xót xa. Vẫn yêu anh mà thôi, mãi không bao giờ vơi, mãi không bao giờ nguôi suốt cuộc đời. Trong cơn lặng câm nghe tình như thác nguồn, nguyện được yêu anh mặc hồn đang vỡ tan. Dù hôm nay anh ơi đôi lúc nghi ngờ nhau, vẫn vô tình hơn trách nhau nhiều đớn đau. Thì mai đây anh ơi khi đã thấu hiểu nhau, sẽ nghe niềm vui gửi trao hoài lắng sâu. Giờ này rồi, anh Trọng Luân, sao rồi? Mặt mày bí xị vậy? Có chuyện gì? Giận em hả? Sao? Thôi mà, xin lỗi mà. Em làm như vậy á cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, đâu phải vì em đâu. Đừng có giận em nữa, năn nỉ mà. Thôi mệt quá, để cho tôi yên đi. Đi ra ngoài đi. Truyền cảm quá. Hai bạn đúng là một đôi nghệ sĩ đẹp đôi. Chúc dạ. mừng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh. Anh Hà Tuấn, tặng cho anh nè. Cảm ơn tặng em. Cho chị Linh Nhi nè. Cảm ơn em. Mình phải cố gắng thêm thật nhiều hơn nữa, nhất định sẽ có ngày được anh Hà Tuấn đệm đàn cho mình hát. Chắc hẳn sẽ hay hơn ngày hôm nay nữa. Cậu muốn được như vậy đó hả? Dạ. Tôi có lời khuyên chân thành với cậu nha. Nếu cậu có ý định theo đuổi Linh Nhi đây, thì tôi khuyên cậu nên thay đổi ý định đi. Hả? Tôi thấy cậu không có cửa đâu. Hà Tuấn vừa đẹp trai, vừa ra vẻ đàn ông, còn bộ dạng yếu ớt của cậu nè, làm sao qua nổi Hà Tuấn. Thôi quên đi nha. Anh à, cảm ơn anh đã cho em cơ hội ngày hôm nay. Được rồi, từ hôm nay tôi sẽ nhận cô cậu vào biểu diễn thường xuyên ở quán tôi. Dạ. Tôi cũng có ý định mời cô cậu ký hợp đồng ngay bây giờ đây. Mời cậu theo tôi vào thảo hợp đồng. Dạ. Chúc mừng cả hai thành công mỹ mãn nha. Cảm ơn Trọng Luân nha. Nếu mà em không mang cây đàn đến kịp thời thì chắc là anh chị rớt rồi. Hey. Cuối cùng thì cả hai cũng thành công bước đầu tiên rồi. Sau này có nổi tiếng thì đừng có quên Trọng Luân này nha. Đương nhiên rồi, Trọng Luân có công lớn như vậy, làm sao mà anh chị quên được chứ. Không quên công của tôi thì phải nhớ dẫn tôi đi ăn, khao tôi một bữa cho đã luôn nha. Chắc chắn rồi. Mà chị còn không biết làm sao để cảm ơn em cho hết nữa đó. Có gì đâu. Có chứ, không nhờ em tìm lại cây đàn giúp chị thì chắc chị rớt rồi đó. Ủa, mà em tìm cây đàn ở đâu ra vậy? Em vô tình tìm thấy nó trong lớp học á. Chắc là chị để quên. Nè, chắc là sắp thi chị căng thẳng cho nên quên trước quên sau. Chứ chuyện dễ hiểu mà, có gì đâu mà chị phải suy nghĩ dữ vậy.
Thôi tìm lại được cây đàn là vui lắm rồi đó. Cảm ơn em nhiều nha. Không có gì. Linh Nhi, anh ký được hợp đồng rồi nè. Đâu? Wow, trời ơi, tiền lương cao quá. Cái này là phải dẫn em đi ăn một chầu hoành tráng mới được đó nha. Chắc chắn rồi. Hay quá. Vậy thôi, hay là mình cùng đến thăm mẹ anh đi. Biết được tin này chắc là mẹ vui lắm đó anh. À, Luân à, đi chung luôn nha em. Thôi, hai anh chị đi đi. Em đi về đây. Em tự nhiên em buồn ngủ quá. Em phải đi về làm một giấc cho đã mới được ha. Vậy thôi, tạm biệt Trọng Luân ở đây nha. Hẹn gặp ngày mai ha. Dạ. Mình đi anh. Chào em. Mình đi em. Tại sao mình lại đẩy anh Hà Tuấn tới với Linh Nhi? Đáng lý ra mình phải ngăn chặn hai người mới đúng chứ. Nhiều khi mình cũng không thể hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa. Tại sao mình giúp anh Hà Tuấn mà tim mình lại đau đớn như vậy chứ? Dạ con nghe nè bác. Bảo Ngân dạo này sao rồi con? Lâu quá bác không thấy nó về nhà. Dạ chị vẫn khỏe. Chắc có lẽ là học lu bu quá nên không có thời gian về thăm bác thôi. Không có gì đâu bác. Nó không về nhà thì đã đành rồi. Nó cũng ít gọi điện thoại hỏi thăm bác nữa. Mà bác gọi cho nó thì nó có trả lời qua lo thôi à. Y như là nó đang buồn chuyện gì đó. Nè, có chuyện gì phải không con? Dạ thì chị đang buồn cái vụ. Vụ gì? Cái vụ. Nè, bà đưa đây. Dạ chắc tại cái vụ thầy La học dở hát dở đó mà bác. Từ từ sẽ ổn thôi, không có gì đâu. Mà có phải là chuyện đó hay không? Hay là hai đứa đang có chuyện gì giấu bác? Dạ con đâu có chuyện gì giấu bác đâu bác. Bà để tôi nói chuyện. Nè, bác trai có chuyện muốn nói với con nè. Là bác đây. Dạ. Con nhớ là bảo vệ chăm sóc cho Bảo Ngân nghe chưa? Dạ. Có chuyện gì cũng phải báo cho hai bác biết nghe. Chị con mà có chuyện gì á, hai bác sẽ xử tội con đó biết không? Dạ bác yên tâm, con lúc nào cũng là trợ thủ đắc lực của chị Ngân hết á. Có chắc không đó? Dạ. Thôi bác cúp máy đây. Ông à, tôi nghi ngờ lắm. Anh. Em. Thôi anh đừng buồn nữa. Em nghĩ là tâm lý của bác gái không dễ dàng giải tỏa nổi đâu. Anh cứ từ từ khuyên nhủ bác ấy. Chắc chắn bác ấy sẽ suy nghĩ thôi. Bác ấy yêu anh mà. Cảm ơn em. Trong khi chị Bảo Ngân đang đau khổ, anh lại vui chơi với người khác. Không thể nào để chị Ngân thiệt thòi như vậy được. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai. Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn. Ủa Trọng Luân, còn ở đây sao? Chị Linh Nhi. Tại vì em rảnh rỗi cho nên vô đây tập hát thôi mà. Có chuyện gì không chị? À, hơi ngạc nhiên chút thôi. Vì sinh viên ít ở lại tập sau buổi học lắm.
Ủa, vậy chị cũng định tập ở đây hả? Nhi định tập đàn ở đây, nhưng mà nếu Trọng Luân tập rồi thì thôi, Nhi đi chỗ khác cũng được. Mà Luân có biết Khải Ân hẹn anh Tuấn chiều nay có việc gì không? Dạ không. Tại vì khi nãy á, Nhi và anh Tuấn đi về ký túc xá, Khải Ân có chạy lại nói là 5 giờ chiều nay hẹn anh Tuấn, nói có chuyện quan trọng lắm. Vậy hả chị? Khải Ân nói là về chuyện Trọng Luân mà anh Hà Tuấn cần phải biết. Cái gì? Chuyện về em mà anh Hà Tuấn cần phải biết hả? Chính xác là Khải Ân nói là có một bí mật về Trọng Luân, bí mật rất quan trọng mà anh Hà Tuấn cần phải biết. Ủa, có chuyện gì vậy Trọng Luân? Thằng quỷ này lại gây ra quả nữa rồi. Chết rồi, gần 5 giờ rồi. Trời ơi, Khải Ân, em nghe máy đi. Gọi cái gì mà gọi? Chị không giải quyết được mọi chuyện dứt khoát thì để em làm. Khải Ân, em mà dám nói bí mật của chị cho anh Hà Tuấn biết thì chị sẽ không thèm nhìn mặt em luôn. Tại sao em dám nhân danh tình cảm để quyết định thay chị chứ? Khải Ân ơi là Khải Ân. Alo, anh Tuấn, anh nhớ là ngày hôm nay anh có hẹn với tôi đó nha. Anh biết, nhưng mà vẫn chưa tới giờ mà Khải Ân. Anh đang lên đây nè. Ừ, anh nhớ là ngày hôm nay anh gặp tôi là được rồi. Tôi đang chờ anh ở đây đó. Ừ. Khải Ân, anh đây. Có chuyện gì không em? Lên rồi hả? Anh Tuấn, anh đúng là một thằng ngốc. Cái gì? Bộ anh thật sự không hiểu Trọng Lương đang nghĩ gì hả? Em đang nói cái gì vậy? Anh có biết Trọng Lương là ai không? Ai? Đó chính là... Khải Ân! Khải Ân! Ủa? Sao có Thiên Vi ở đây nữa? Anh Trọng Lương nói là anh Khải Ân có chuyện muốn công bố cho em biết. Trọng Luân, em và Khải Ân đang bày trò gì vậy? Dạ, không có gì hết, không có gì đâu. May quá. À, Khải Ân, em nói là có chuyện gì quan trọng muốn nói cho anh nghe mà. Em nói đi. Thôi, không có chuyện gì đâu. Không có gì đâu, cái thằng này nó bịa mà. Có chuyện gì hả? Thật ra thì... Trời ơi, em dám. Thì Trọng Luân là... Sao anh ấp úng quá vậy? Anh Trọng Luân là sao? Thôi, được rồi, có Thiên Vi ở đây nè, em nói cho Thiên Vi nghe luôn đi. Anh Tuấn à, ý em muốn nói là anh Luân rất tốt với em, nên em muốn nhờ anh đối xử tốt với anh Luân thôi, không có gì đâu. Chỉ có vậy thôi hả? Rồi, hết chuyện rồi, thôi mình đi xuống dưới đi. À, Khải Ân à, chẳng lẽ em hẹn anh lên đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao? Vậy thôi à, anh đưa Thiên Vi xuống giùm em đi. Em đi à. Anh Trọng Luân, anh... Thiệt anh không hiểu gì hết. Khải Ân nó là người hay quan trọng quá vấn đề. Chứ chuyện không có gì đâu. Không có gì mà nó cũng làm rối tung lên hết trơn à. Nhưng anh không nghĩ như vậy. Anh thấy có gì đó không ổn em à. Chắc là tại anh nhạy cảm quá thôi mà. Thôi không có gì nữa. Thôi anh em mình đi tìm cái gì ăn đi. Ý mà thôi đi nhậu đi. Hả?
Anh có chuyện gì buồn hả? Không, không có gì đâu em. Thôi, đi, đi nhậu ha. Vô. Ơi, thôi, anh đừng có rót nữa. Nè, bộ anh đang có chuyện gì buồn hay sao vậy? Anh về thăm nhà sao rồi? Mẹ của anh khỏe không? Khi anh về thăm nhà thì ông còn dám gọi tới đây nữa hả? Cái gì? Hỏi thăm tôi hả? Cảm ơn à, tôi chưa có chết. Nè, tôi nói cho ông biết, cho dù thằng Tuấn á, nó có chấp nhận ông đi nữa thì tôi cũng không có tha thứ cho ông đâu. Ông hiểu chưa? Đừng có bao giờ làm phiền mẹ con tôi nữa. Đi Tuấn à. Dạ con xin phép cô, con về luôn ạ. Vậy đó. Trước sau gì thì mẹ anh cũng không tha thứ cho ba anh được. Nhưng mà tại sao anh lại không khuyên mẹ anh? Khuyên à? Nhiều lắm rồi. Anh với Linh Nhi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng vô ích thôi em. Không biết đến bao giờ thì mối quan hệ của ba mẹ anh mới bình thường lại được. Có lẽ... Có lẽ gì? Có lẽ vì mẹ anh vẫn còn tình cảm với ba của anh nên mới như vậy đó. Em nghe người ta nói càng thương nhau thì càng... Mà thôi, anh cũng đừng có buồn nữa. Em nghĩ rồi cũng sẽ tới lúc. Hà Tuấn, em sẽ giúp anh, dù có khó khăn đến đâu đi nữa. Em hứa sẽ giúp gia đình anh xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Em không muốn nhìn thấy anh buồn bã như vậy nữa. Ê, cổ kìa, cổ kìa. Kìa. Nhớ nghe. Vậy. Cô cho con hỏi, cô có phải là cô Hương không cô? Đúng rồi. Đúng rồi. Cô là người chơi đàn nổi tiếng một thời đúng không ạ? Trời ơi, cả nhà con ai cũng mê tiếng đàn của cô hết á. Bản nhạc nào của cô con cũng nghe hết á. Đúng. Phải nói là tiếng đàn của cô là mê hồn, là tụi con mê mẩn hết luôn á. À cô, trước giờ tụi con chỉ được xem cô trên tivi với báo không à, hôm nay mới được gặp cô á. Cô, cho con xin chữ ký nha cô. Dạ. Nè, khoan đã. Mấy cô nói là thích nghe tiếng đàn của tôi lắm phải không? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi đó cô. Nếu vậy thì các cô thích nhất là bài nào? Dạ,
Cô chơi bản nào thì tụi con cũng nghe cũng thích hết á. Dạ. Nhưng mà nè, vậy chứ các cô có hiểu là tôi đánh theo phong cách nào không? Rock, hip hop, dance. Thiệt tình, mấy cô không có biết cái gì hết trơn mà bày đặt thích biết hết cái gì. Lớp trẻ các cô chỉ biết có chạy theo hip hop trào lưu thôi, chứ có hiểu gì về nghệ thuật đâu. Nhìn lầm người rồi đó. Đúng là cái bà khó ưa. Tức thiệt á, bà làm như là bà giỏi dữ lắm á. Bực mình quá đi, đi về. Thiệt tình á, bà đúng là bà già khó ưa nhất mà mình từng gặp á. Tao cũng vậy á. Tao mà là Hà Tuấn, tao không có ở với bà đâu. Ừ. Hèn chi á, chồng bà bỏ bà theo người khác là đúng rồi. Thôi đi, đừng có nói như vậy. Mẹ anh ấy dựng dạy đàn ở nhà cho tụi nhỏ đó. Nghe nói hơi khắt khe, nhưng mà ai học được rồi cũng thành tài hết. Sự thật là vậy rồi, nhưng mà mẹ anh Tuấn cũng khó thiệt chứ bộ. Coi bộ hết thuốc chữa rồi. Cho dù khó khăn đến cỡ nào thì ta cũng giúp đỡ anh Tuấn cho bằng được. Theo em nghĩ á, thì theo em nghĩ á, chị đừng có cố xen vô chuyện gia đình của người ta. Chuyện gia đình người ta còn chưa giải quyết xong, chị xen vô sao được. Đúng á. Mày bỏ cuộc để bảo Ngân à, mất công tốn sức của mày nữa, cũng không thay đổi được gì đâu. Không, vì anh Tuấn, ta sẽ tìm cách tiếp cận với cổ, rồi sau đó an ủi và tâm sự. Lắm quá rồi. Chị là gì của người ta? Thậm chí á, bây giờ chị tới nhà gặp mấy người đó đó, mấy người đó cũng không biết chị là ai nữa. Đúng á. Thôi đi, em đừng có nhiều chuyện. Chị còn chưa xử em cái vụ hôm qua dám cả gan phá chị nha. Em làm vậy á, chị muốn tốt cho chị thôi. Nín đi, ở đó mà còn nói nữa hả? Bây giờ em mới là không có được quyền có ý kiến gì nữa hết, nghe chưa? Chị sai cái gì là phải làm cái đó, không có được quyền cãi, nghe chưa? Bây giờ sao đây? Tao thấy cách tụi mình á, không có áp phê chút nào hết á. Từ từ, để tao suy nghĩ cái đã. Cho em có ý kiến đi. Ý kiến cái gì? Ngồi im đó đi, ngồi xuống. Không cho phép nói thì thôi, đừng có hối hận nha. Sao, cách gì? Cho phép nói đó, nói đại đi. Chị có nhớ cái cô Ngọc Thân á, bạn của ba mẹ chị không? Nhớ. Thì sao? Chính xác. Cô Ngọc Thân á, cũng là nhạc sĩ mà. Người trong nghề chắc chắn sẽ quen biết nhau hết thôi, đúng không? Phải á. Mình chỉ cần nhờ cổ tới thăm bà Hương, mình sẽ dễ dàng tiếp cận bà Hương, đúng không? Công nhận nha, lâu lâu Khải Ân cũng thông minh đột xuất ghê á. Còn gì phải hỏi đúng không? Thông minh thường xuyên. Thiệt tình á, tự nhiên không đến nhà người ta chứ cô thấy kỳ làm sao á. Nhưng mà cô cũng có quen biết cô Hương mà. Lâu lâu cô ghé thăm cổ cũng có sao đâu. Cô với bà chỉ quen biết xã giao thôi. Mà lâu rồi cô cũng đâu có gặp đâu. Mà bây giờ bà sống xa cách với giới ở trong nghề lắm. Cô ráng giúp con đi. Thì cô đang giúp nè. Thiệt tình, cô nể ba con lắm, cô mới giúp con á. Chứ cô không muốn gặp bả chút nào hết. Dạ con cảm ơn cô. Mà nè, sao tự dưng con lại muốn tới gặp bả vậy? Dạ thì tại vì con thích nghe tiếng đàn của cô ấy, và con muốn nhờ cô nói với cô ấy là dạy đàn giùm con á. Cô cũng không có nghĩ hả, bây giờ cổ lại là cô giáo dạy đàn đâu.
Vì ngày xưa hả, ai cũng biết tài biểu diễn của cô ấy. Có một thời, con biết không, cả thành phố này ai cũng biết tên cô ấy. À, dạ, chào cô. Hai cô tìm ai? Chị Hương, chị còn nhớ em không? Em là Ngọc Hân, lúc trước có tham gia biểu diễn ở nhà hát thành phố cùng chị với chủ đề Mùa thu thành phố. À, tôi nhớ rồi, cũng lâu lắm rồi phải không? Cũng lâu lắm rồi em không gặp chị. Hôm nay sẵn dịp em đi ngang em ghé thăm chị luôn. Mời cô, mời các cô vô nhà chơi. Dạ. Dạ. Uống nước đi em. Dạ, cảm ơn cô. Đây là Bảo Ngân, cháu gái của em đó chị. Nó mê học đàn piano lắm. Nghe nói em quen chị, cho nên nó nhất quyết đòi theo em để gặp chị, để xin học đó. Dạ, dạ, đúng rồi đó cô. Thời buổi này, có một người thích học đàn như vậy cũng hơi hiếm mà nha. Nói chung á, tuổi trẻ, nhất là như con, bây giờ mà mê nhạc cổ điển cũng hơi lạ đó nha. Đúng vậy đó chị. Tuổi trẻ bây giờ có nhiều thứ cần để quan tâm lắm. Cho nên là... À, mà dạo này chị có khỏe không? Cũng bình thường thôi. Chắc chị vẫn dạy đàn phải không chị? Chị lâu nay có tham gia biểu diễn ở đâu nữa không? Cho tụi em đi nghe với. Lâu rồi tôi không còn biểu diễn nữa. Bây giờ tôi dạy mấy đứa cháu ở chung quanh đây nè. Dạ. Ủa, cái tấm hình này là... chụp lúc cô còn trẻ đúng không cô? Ừ, đúng rồi đó con. Quá, cô ngồi đánh đàn piano nhìn đẹp quá à. Nói chung ai cũng có một thời tuổi trẻ hết. Dạ, mà tấm hình này ai chụp cho cô mà đẹp quá vậy? À, là ba của con trai cô đó mà. À... Năm đó cô mới tốt nghiệp nhạc viện. Thật sự là con cũng không thể nào hình dung ra được cái thời của ba mẹ con á, hai người yêu nhau như thế nào. Không biết là có giống như tụi con bây giờ không ta. Sao vậy con? Nè, không được chạy lung tung nghe chưa? Con đói bụng rồi phải không? Lấy cơm cho con ăn ha. Không được chạy lung tung nha. Con mà lạc á là mẹ buồn lắm á, nghe không? Rồi, nằm xuống đây. Nằm xuống, nằm xuống. Ngoan nha. Chỉ có con chó vậy ha. Ừ, chờ chút nha. Rồi cho con mâm mâm hen. Giỏi. Qua đây con. À, ngày hôm nay á là con thuộc bài nè. Đàn cũng rất là hay nữa. Cố gắng phát huy nha con. Dạ, cảm ơn cô. Còn cả hai con nữa. Nè, về nhà nhớ ôn lại bài nha. Lần sau là tới hai đứa đó. Dạ. Thôi, ba mẹ tới đón rồi kìa. Đi về đi. Con dạ, chào cô. Về ha. Nunu. Nunu. Nunu à. Nunu. 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 Nunu à. Nunu. Chị cho tôi hỏi thăm. Chị có thấy con Nunu nhà tôi đâu không? Không, nếu tôi thấy tôi đã bắt về cho chị rồi. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, có chồng có con mà lại thui thủi với chó. Ê,
em giỏi lắm Khải Ân. Trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên trong đời tôi nhục mặt tôi đang trầm chó đó. Dì đã nói mà, không có chuyện gì là em không thể làm được hết trơn á. Ê, mày mốt thí dụ mà em có thất nghiệp á, em hành nghề đi trộm chó rồi bán kiếm tiền sống cũng được á. Trộm chó hả? Trời ơi, lần thứ nhất cũng là lần cuối cùng trong đời vì chị em mới đi trộm chó đó. Mai mà không ai phát hiện á, nếu không á là bầm dập xác thân, lết xác về nhà rồi, không có lần sau đâu. Thôi được rồi, chị biết rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. Chị hứa là không có lần sau đâu. Coi như là lần này em đoái công chuộc tội, được chưa? Dạ. Tha cho em cái tội hôm trước định nói hết sự thật cho anh Hà Tuấn biết đó. Tôi làm điều tốt mà bị gì không à? Không ai biết ơn tôi hết. Nè, mày kêu Khải Ân trộm chó đi về chi vậy? Dễ thương quá à. Thì chắc là dạo này nó học đòi làm Paris Hilton đó. Với cái thú vui cực kỳ to nhã, đó là nuôi chó kiển. Để rồi mày coi, mai mốt á, thế nào nó cũng bắt chước cô tỷ phú đó sắm một cái biệt thự dài chục tỷ cho chó ở. Không hiểu. Có mấy chục tỷ để mua biệt thự cho chó mà không có tiền mua chó phải đi trộm sao? Ai biết lỡ khi sở thích của nàng như vậy thì sao? Thôi đi cô hai, mày tào lao quá. Tao nghi là con Ngân này đang có ý đồ gì đó. Mày định giở trò gì hả? Khai mau. Em khai giùm được không? Nè, Nu Nu chính là con chó cưng của mẹ anh Hà Tuấn, hiểu không? Con chó cưng của mẹ anh Hà Tuấn thì mày càng không nên ăn trộm. Đúng rồi. À, mày thiệt là cao tay, tao không ngờ. Một kế hoạch hoàn mỹ đó. Thiệt là bái phục, bái phục. Ê, tới rồi kìa. Qua đây với chị. Nè, hôm nay là chị trông cậy hết vào em đó nha. Đừng có làm cho chị thất vọng nha cưng. Lần này là em phải giúp chị hoàn thành kế hoạch nha. Tao chắc á là con Nu cũng muốn giúp mày. Vì á, chủ nó dễ chịu thì nó cũng được nhờ. Cầm giùm tao đi. Tao cũng hy vọng là vậy đó. Tao thấy nếu như mà cô Hương vui thì anh Tuấn cũng vui, mà anh Tuấn vui thì tao cũng vui. Thôi đi, mày lúc nào cũng Hà Tuấn hết á. Thôi, mày dắt xe lại đằng kia chờ tao nha. Ráng lên nha, chinh phục bà già khó tính đó nha. Dạ, con chào cô. Con thấy con chó này ở ngoài đường á, con bắt được, con hỏi thăm người ta, cái người ta nói là con chó của cô, cho nên con đem lại con trả cho cô nè. Cảm ơn con. Trời, cô cứ nghĩ là cô không bao giờ được gặp nó nữa con à. Cảm ơn con nhiều nha, con vô nhà chơi đi. Dạ dạ. Vô nhà đi con. Dạ. Rồi, vô đây đi con. Con ngồi đi. Dạ. Ngồi xuống đi con. Thiệt tình là cô không biết trả ơn con sao đây nè. Dạ, trời ơi, không có gì đâu cô. Chuyện này là chuyện con nên làm mà. Cô biết không, con Nu là một con chó rất là dễ thương đó. Ý, chị có đồ ăn cho em nè. Ủa, có đồ ăn nữa à? Dạ. À,
Nè Nunu à, em ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn miếng đi con. Không chịu rồi, lắc đầu không chịu rồi. Thôi ok. Cái gì nữa vậy? Dạ cục xương, cục xương. Đây, em ăn đi. Cô biết ăn không đi. Con á, rất là thích em Nunu á. À cô, hay là con có thể tới đây thường xuyên thăm em Nunu được không cô? Hả? Chuyện này thì... Dạ thôi, nếu như mà cô cảm thấy con phiền á thì... Thôi vậy, con xin phép cô. Nu ơi, chị về nha. Từ nay á, Nu đừng có chạy ra đường nữa, coi chừng bị lạc đó biết không? Khoan đã con. Dạ. Con ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy cô? Cô thấy là con Nu này nó cũng mến con lắm á. Hay là như vậy đi, khi nào con thích á, con cứ ghé đây chơi nha. Thì không cô. Dạ. Vậy cô về con tập đàn luôn nha. Vậy cũng được. Nè, con đã quyết định học đàn chưa? Dạ, có chứ. Con thích học đàn lắm đó. Rồi được rồi, cứ dạy đi nha. Chừng nào đến đây á, cô sẽ dạy cho. Dạ con cảm ơn cô. Bây giờ con về đây. Khi nào mà con tới học đàn thì con sẽ tới thăm em Nu luôn. Dạ. Chị về nha Nu nha. Nè xương của cưng nè. Nhừ nhừ. Rồi chị đi đây, bye bye. Thưa cô con đi. Ừ về ha con. Nào, đi nào. Mình ra tiễn chị Ngân về nào. Nu Nu ngoan ha. Mình ra tiễn chị Ngân về ha. Dạ em cảm ơn. Để vô. Ê nói nghe nè. Ê tao mua cái này cho Nu được không vậy? Để làm gì? Thì để chơi chứ làm gì. Chơi làm sao? Vậy nè ha, mình cầm cái này mình quăng một cái, rồi cái Nu chạy lại gặm cái này rồi cái đem lại cho mình. Trời ơi, mày làm như là đang đóng phim 101 chó đớn vậy đó. Biết con Nu của mày có thông minh vậy không? Không dám đâu, nó là chó phóc mà, chắc chắn nó cũng thông minh cho coi. Thôi đi, chứ không phải á, nó là con chó cưng của mẹ chồng mày hả? Mày dám hả? Ê, thấy mấy cái này sao? Tao nghĩ á, nếu mày quăng cái này đi á thì nó sẽ xiên đi lượm hơn mấy trái banh đó. Ừ, cái này dễ thương nè. Mà chó nào mà không thích gặm xương đúng không? Nhưng mà mấy cục xương này á, hợp vệ sinh mà còn đẹp nữa. Ừ. Ê, mua cái này chi vậy? Đội hả? Nghĩ sao tao đội cái nón này vậy? Cho mày đội đó. Thôi đi. Ê, mày có cần qua mua giường không? Bên đường có bán kìa. Qua mua đi. Ừ, đi. Thôi đi, nói giỡn thôi. Cái con nhỏ này giàu quá, thôi mua cái biệt thự cho nó luôn đi. Trời, có là tao cũng mua rồi đó. Mày thiệt là đủ rồi ha. Ừ. Alo. Dạ anh Hà Tuấn hả? Sao anh? Đi liền bây giờ hả? Không, em có bận gì hết trơn á. Dạ em tới liền. Ê nói nghe nè, anh Hà Tuấn kêu tao phải qua máy ấm hầm xanh liền bây giờ. Mày ở đây nha, tao đi nhé. Ê, ê con đồ. Lại Hà Tuấn. Nghe Hà Tuấn là ba chân muốn cẳng bỏ chạy à. Bỏ mình lại bơ vơ một mình ở đây, kêu mình ra chi vậy? Ủa, Bội Thanh, em đi đâu vậy? Ủa, anh đi mua cái gì vậy? Anh đi mua đĩa, con em. Mua đĩa hả? Em có đi đâu có mua cái gì đâu. Bị người ta lôi vô đây rồi bỏ mặc em vậy đó. Ai mà dám bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như em? Không lẽ Bảo Ngân à? Chứ còn ai vô đây nữa, chỉ có nó mới hành hạ em vậy thôi đó. Bảo Ngân về Việt Nam rồi hả em? Ơ, ai nói là nó về Việt Nam vậy? Thì em mới vừa nói nè. Em nói hả? Ừ. Ờ, không có đâu, Bảo Ngân nó đang ở bên Sinh á. Bên Sinh à?
Linh Sinh thì làm sao mà kéo em vô đây được? Không lẽ em tự tưởng ra là hai người đi siêu thị với nhau? Em có nói là em đi với bọn người nào đâu. Em mới nói là Bảo Ngân kéo em vô đây nè. Không phải đâu, chuyện là như vậy nè. Bảo Ngân á, nó có gọi điện cho em, nhờ em đi siêu thị mua giùm nó mấy cái đồ ăn cho chó nè, để tặng cho người quen đó. Thôi anh xin em đó, Bảo Ngân về Việt Nam rồi phải không? Đã nói là không có mà. Lúc nào cũng Bảo Ngân, Bảo Ngân. Nó về thì đã điện thoại cho anh rồi. Em, tại vì anh nhớ Bảo Ngân quá nên... Thôi em hiểu rồi. Có tin gì của nó em sẽ báo cho anh biết, được chưa? Em nói đó nghe. Mà thôi, bỏ chuyện Bảo Ngân qua bên đi. Vậy em rảnh không? Mình uống cà phê nha. Uống cà phê? Thiệt không? Thiệt. Đi nha. Anh xách cho. Đi em. Khi nãy á, gặp lại các em trong mấy áo mầm xanh, em không có nhận ra luôn á. Nhờ các mạnh thường quân mà cuộc sống của các em tươm tất hơn. Hơn nữa các em lễ phép, ngoan ngoãn hơn trước rất là nhiều. Anh chỉ hy vọng là tụi mình sẽ giúp được nhiều trẻ em bất hạnh khác như các em ở mấy áo mầm xanh thôi. Anh Hà Tuấn nè, hôm nay em thấy vui lắm. Nhờ những chuyến đi công tác xã hội như vậy nè mà em có cơ hội được gần gũi với tụi nhỏ hơn. Tự nhiên em thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất là nhiều. À, em có điện thoại chờ em chút nha. Alo. Dạ, con nghe nè cô. Bảo Ngân hả con? Con Nu. Dạ. Con Nu nó bị làm sao á? Hai ngày nay nó không chịu ăn gì hết. Hôm qua cô chở nó đi bác sĩ chích thuốc rồi, mà hôm nay nó vẫn bỏ ăn. Cô không biết phải làm sao nữa. Dạ, cô ơi, cô đừng có quá lo lắng. Cô chờ con chút xíu, con tới liền nha. Ừ, con tới liền nha, cô chờ dạ. Con Alo, Khải Ân hả? Ê, con Nu nó bỏ ăn hai ngày nay rồi, đi bác sĩ mà không khỏi. Em có biết cách nào không vậy? Ừ, được rồi, chị phải tới liền đây. Bye bye em nha. Ừ. Anh Tuấn ơi. Có gì không em? Em có công chuyện phải đi gấp rồi. Vậy hả, có cần anh giúp gì không? Không. Dạ được rồi, cảm ơn anh, em đi đây. Ê, Trọng Luân, Trọng Luân. Ủa, Khải Ân. Em có biết Trọng Luân đi đâu không? Ủa, không phải đi với anh hả? Thì mới đi đây nè, nhưng mà nó có chuyện đột xuất cho nên đi mất tiêu rồi. Mà dạo này nó hay như vậy lắm, không biết nó làm cái gì mà cứ thoát ẩn thoát hiện, anh cũng chả hiểu nữa. Thôi kệ em đi anh ơi. Bây giờ á, anh em mình đi làm vài cơ pizza chơi không? Bây giờ anh tính về nhà rồi. Bữa khác nha em. Ừ, thôi. Thôi chết. Ông Tuấn về nhà? Không phải chị mình cũng đang ở đó hả? Trời ơi, sao không nghe máy vậy? Không nghe máy rồi. Và ta đã biết đâu là bất ngờ, có những thành công đã đổi bằng nước mắt. Và ta cũng biết còn yêu thiết tha, còn làm tim ta chơi vơi giữa xót xa. Vẫn yêu anh mà thôi, mãi không bao giờ vơi, mãi không bao giờ nguôi suốt cuộc đời. Trong cơn lặng câm nghe tình như thác nguồn, nguyện được yêu anh mặc hồn đang vỡ tan. Dù hôm nay anh ơi đôi lúc nghi ngờ nhau, vẫn vô tình hơn trách nhau. Nhiều đớn đau thì mai đây anh ơi, khi đã thấu hiểu nhau sẽ nghe niềm vui gửi trao hoài lắng sâu.